Wow, bạn Kiệt có cái máy gì lạ dữ hả? Máy chỉ hình thằng kem, thằng bắn, thằng kẹo, đủ thứ luôn. Wow, gì cái máy này biến hình hả? Trời, cái này nó giống cái toilet dữ hả? Đây các bạn ơi, nay bạn Kiệt có một cái máy biến hình nè. Là mình bỏ vô đây xong nó biến thành kem luôn hả? Mình gạt cần gạt nó. Wow. Wow, gạt cần gạt vậy là nó sẽ biến hình hả bạn Kiệt? Ôi vậy giờ mình thử mình đi mua kẹo múc về mình bỏ vô coi nó biến thành cây kem không nha. Rồi mình bỏ vô. Rồi đóng nắp lại. Các bạn sẵn sàng chưa? Chuẩn bị hồ biến. Go. Các bạn hay quá các bạn ơi, cái máy này nó biến thành cây kem rồi. Ui, một cái kẹo mút màu đỏ biến thành cây kem rồi, xé ra thử bằng Kiệt. Wow, một cây kem dâu luôn nha. Ngon quá các bạn ơi. Wow, hay dữ ta.